tất cả anh em trong ban nhạc đều có một thái độ rất là cảm thấy vui vẻ, và cũng như là một lời chào hay là một cái lời kết của bài hát này. Thật ra anh em không quá kỳ vọng mà bất kỳ điều gì xảy ra, không phải rầm rộ, không phải cụ tỏi, không phải như một con thiên nga dẫy chết, không phải là lời hét lên một thằng bị ủi, không phải, mà nó chỉ như một cuộc chơi, mình chơi với tất cả niềm say mê, mình chơi với một điều là ngày mai mình không chơi nữa, mình chơi để cho những người nào vẫn còn coi rằng là văn nhạc từ xưa là chưa được chơi, mà chỉ là kiếm tiền, chỉ là bon chen, chỉ là hoạt động âm nhạc vì những mục đích khác, thì có thể hiểu thêm được về bức tường một góc nhìn khác. Có thể nó sẽ cái tính thẩm mỹ của người sẽ đánh giá là tốt hơn, có người sẽ đánh giá là thà là gồng lên như cũ thì hay hơn. Thì cái điều đấy anh cho rằng là tinh thần vào cuộc lần này là không có sự quá kỳ vọng về sự hoành tráng, nó chỉ là một cái một lần gặp gỡ rất là thân thiện đẹp, và bọn anh sẽ chơi lại những cái bài hát mà từ thời đầu đến giờ cảnh các khúc mà anh không chơi cái live show trước. Bởi vì nhá, thường là anh nói từ lần trước là bất kỳ một live show thì bao giờ là cái khâu biên tập về cái các khúc cũng là vấn đề rất quan trọng. Ví dụ trong cái live show này ban nhạc sẽ đưa ra những cái chặng phát triển nhất định âm nhạc, tức là tạo gọi âm nhạc đương đại của ban nhạc. Từ thời điểm chúng tôi suy nghĩ gì mình đưa ra, và chắc chắn phải có cái mới thì mình mới làm live show. Chứ nếu mà mình tư duy cũ, tôi có 10 bài này lần sau tôi cũng làm một live show đặt 10 bài ra, thì bọn anh không bao giờ làm gì, vì làm như thế nó sẽ tự giết mình. Thực ra chính vì thế mà cuộc sống của bọn anh trước đây có những lúc cũng khó khăn. Ví dụ có quá nhiều người mời mình tham gia trình diễn, nhưng mà mình chỉ cảm thấy rất là chơi cái cuộc chơi này nó đúng là chỉ vì tiền, so với những cuộc trước nó chẳng có gì hơn, cũng đem lại đến cho khán giả cái điều gì cả. Thì bọn anh không phải nhận lời, giống như là các ca sĩ sao, nếu mà người ta được đẩy lên một hàng sao, bao giờ nó chạy xô liên miên, có khi một ca khúc mà người đi 4-5 chục điểm. Nhưng bọn anh khi ra một ca khúc mới, bọn anh sẽ chọn cái điểm thích hợp nhất để đưa bài hát đến, tức là đặt vào tay anh. Thế thì cái lần này nó sẽ là cái lần mà anh cho rằng là anh em không phải lo toan về vấn đề muốn là khán giả hiểu là mình đang đứng ở đâu, mình đang suy nghĩ gì, mà đây là chỉ là tình cảm như là những người bạn cũ. Vì đến tất khán giả chương trình này, anh cho rằng là cũng sẽ có rất nhiều khán giả của bạn cũ, đó là những người bây giờ là cán bộ, có thể là cựu sinh viên, có thể ra trường rất lâu, có thể là chứng kiến từ những cái live show đầu tiên của bọn anh, thì rất có thể ngay những thông tin này người ta quay trở lại để nhìn những tường trình diễn với nhau lần cuối. Và đấy chính là cái gì mà người ta được nghe lại những bài hát, ví dụ như rất lâu rồi người ta không được nghe. Rất có thể sẽ là Bông Thủy Tinh, rất có thể nó sẽ là Rốt Xuyên Màn Đêm, hay là một số các ca khúc khác. Thực ra là những cái ca khúc đấy trong khoảng 6-7 cái lần chơi về đầu anh thì công đậm lên. Tuy nhiên là có những cái bài hát mà thực ra đi trước khi mà quyết định dừng lại thì cũng đã có, và cũng có những ý tưởng để phát hành album, nhưng mà tuy nhiên chưa đem kịp ra được cho mọi người, thì lần này mình chơi tốt. Như mùa xuân vẫn thế, viễn xứ xa xôi em như là có thể về, có thể sẽ ra đi. Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi, hãy để gió du em vào cõi mù.